Xin chào các em đang xem cái chương trình dạy học trên HTV. Hôm nay thì chúng ta sẽ bước qua một cái phần ôn tập mới, đó là chúng ta cùng nhắc lại một cái dạng toán cũng hay rất hay gặp trong cái quá trình chúng ta thi lớp 10, đó là cái giải bài toán bằng cách lập cái phương trình. Và phương trình này chúng ta có thể đưa về cái phương trình bậc hai một ẩn để chúng ta giải bài toán đó. Việc đầu tiên chúng ta cùng nhau nhắc lại cái kiến thức liên quan đến cái việc giải toán bằng cách lập cái phương trình. Chúng ta sẽ trải qua các bước như sau. Thứ nhất, chúng ta chọn ẩn. Trong đó thì chúng ta sẽ xác định cái đơn vị và điều kiện nếu có. Đây là cái phần rất là quan trọng, đặc biệt là trong việc giải toán bằng cách lập phương trình. Thì phương trình bậc 2 thì có những cái nghiệm khác nhau. Thì đôi khi cái việc mà đơn vị và điều kiện chúng ta không chính xác thì chúng ta đưa đến những cái kết luận nó không chính xác về cái giá trị nhận của ẩn. Thông thường thì việc mà đưa về phương trình bậc 2 một ẩn thì chúng ta sẽ chọn một ẩn x hoặc y hoặc z. Bước thứ hai thì chúng ta sẽ thiết lập các cái mối liên hệ giữa các đại lượng khác với ẩn chúng ta đã chọn, để từ đó chúng ta thiết lập phương trình. Và cái vấn đề này thì đây là một cái bước rất là quan trọng mà thông thường các bạn hay bỏ qua. Trong cái bước này thì nếu các bạn không cẩn thận, các bạn làm việc một cách hấp tấp hoặc cần bỏ qua bước này thì đôi khi cái việc lập phương trình chúng ta không chính xác và từ đó chúng ta đưa đến cái kết quả nó không được hợp lý. Và tiếp theo, sau khi chúng ta thiết lập được phương trình rồi thì chúng ta sẽ giải phương trình. Và bước tiếp là sau khi ra nghiệm rồi, chúng ta so sánh với điều kiện ban đầu và từ đó chúng ta đưa ra kết luận. Như vậy thì đây là 5 cái bước giải cơ bản mà trong một bài toán giải toán bằng cách lập cái phương trình chúng ta phải trải qua. Một số bạn là rất là giỏi thì các bạn sẽ bỏ qua một số bước. Tuy nhiên thì thầy khuyên các bạn cũng nên đảm bảo tất cả những bước này. Vì thứ nhất là trong quá trình chấm thi thì chắc chắn rằng từng bước chúng ta sẽ có một số điểm nào đó tương ứng. Và thứ hai, cái việc mà trải qua đúng các bước này thì đảm bảo cho các bạn cái việc là chúng ta cho dù gặp các bài khó thì chúng ta vẫn có thể từng bước để chúng ta tìm cái mối quan hệ thiết lập phương trình cho nó chính xác. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập hai cái bài toán cơ bản liên quan đến việc mà chúng ta giải toán bằng cách lập phương trình. Bài toán đầu tiên như sau. Bài 1. Tìm kích thước một hình chữ nhật có chu vi là 32 cm và diện tích là 63 cm vuông. Đề bài yêu cầu là tìm kích thước một hình chữ nhật. Kích thước có nghĩa là chúng ta tìm chiều dài và chiều rộng của cái hình chữ nhật đó. Và trong cái giả thiết của đề bài thì chúng ta thấy rằng chúng ta có hai cái giả thiết. Một là chu vi bằng 32 cm, hai là diện tích là 63 cm vuông. Đây là một cái bài toán rất hay ra cái dạng hình chữ nhật, thì đây là một cái dạng toán rất hay ra trong các cái kỳ thi lớp 10 đại trà. Và trong bài toán này thì đề bài yêu cầu là gì? Chúng ta giải toán bằng cách lập phương trình. Do vậy thì bạn nào đọc không kỹ đề bài, nếu đề bài yêu cầu cụ thể là giải toán bằng cách lập phương trình mà bạn đó đi giải bằng cách lập hệ phương trình thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị trừ điểm và có thể chúng ta không được tính điểm trong câu đó. Như vậy thì chú ý rằng đề yêu cầu như thế nào thì chúng ta phải làm đúng chính xác theo yêu cầu đề như vậy. Như vậy ở đây kích thước một hình chữ nhật thì gồm có chiều dài và chiều rộng, và chúng ta có thể gọi x là chiều dài hoặc là x là chiều rộng cũng được. Ở đây thầy gọi x là chiều dài của cái hình chữ nhật chúng ta cần tìm. Và chú ý các bạn, kèm theo nó phải là đơn vị cm. Và cũng chú ý các bạn là nếu đề cho các đơn vị không đồng nhất với nhau thì chúng ta phải đổi về chung một cái đơn vị đồng nhất với nhau. Và sau khi chúng ta gọi chiều dài hình chữ nhật rồi và kèm theo đơn vị rồi thì chắc chắn bước tiếp theo chúng ta sẽ xác định cái điều kiện của cái chiều dài hình chữ nhật này, điều kiện của x này.
Lưu ý các bạn là đề cho chu vi là 32 cm, có nghĩa là nửa chu vi là 16 cm. Nửa chu vi chính là chiều dài cộng với chiều rộng. Chiều dài cộng với chiều rộng là 16 cm. Mà chiều dài thì bao giờ cũng dài hơn chiều rộng. Do vậy thì chiều dài phải có giá trị từ 8 đến 16. Các bạn suy nghĩ một chút vấn đề này ha. Tổng của hai số là 16, trong đó có một số lớn và một số bé, thì chắc chắn rằng số lớn sẽ mang giá trị lớn hơn 8 và bé hơn 16. Và do đó thì từ cái nhận xét này thì chúng ta có cái điều kiện của x như sau. Đó là 8 nhỏ hơn x nhỏ hơn 16. Một số bạn ở đây chỉ xác định rằng x lớn hơn 0. Và cách xác định này thì chúng ta sẽ mất một cái khoảng thời gian nữa ở phần cuối cùng để chúng ta xác định được đúng chiều dài chiều rộng. Tuy nhiên, nếu chúng ta xác định được ngay từ ban đầu đó là x nó nằm từ 8 đến 16 thì có lẽ phía sau chúng ta sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Và các bạn không có cẩn thận trong chỗ vấn đề này thì có thể chúng ta sẽ kết luận sai về giá trị của chiều dài và chiều rộng. Như vậy thì sau khi đã xác định được là đơn vị của chiều dài là 8 nhỏ hơn x nhỏ hơn 16, chúng ta sẽ xác định các bước tiếp theo. Như vậy thì chiều rộng của cái hình chữ nhật này sẽ được tính như sau. Chiều rộng hình chữ nhật là nửa chu vi là 32 chia 2 trừ cho chiều dài là x. 32 chia 2 được 16 trừ x, đơn vị của chiều rộng là cm. Và từ việc xác định được chiều dài hình chữ nhật là x, chiều rộng hình chữ nhật là 16 trừ x, và kết hợp với giả thiết đề bài cho đó là diện tích hình chữ nhật là 63 cm², thì từ đó chúng ta có được cái mối quan hệ phương trình như sau. Vì diện tích là 63 cm², nên suy ra diện tích hình chữ nhật chính là dài nhân rộng. Như vậy dài là x, rộng là 16 trừ x. Như vậy x nhân 16 trừ x bằng 63, đó chính là độ lớn của diện tích hình chữ nhật. Và từ đây thì chúng ta đã có được một phương trình theo x. Và muốn giải được phương trình này thì cái bước tiếp theo chúng ta sẽ phân phối các cái vế trái vào và chúng ta chuyển vế phải qua để chúng ta rút gọn, hoặc là ngược lại chuyển vế trái qua để chúng ta đưa về phương trình dạng chuẩn. Và từ đây thầy có một phương trình tương đương như sau. Thầy nhân x vào sẽ là 16x trừ x bình bằng 63. Phương trình này tương đương với thầy chuyển tất cả vế trái sang vế phải, thầy được một cái vế phải mới là x bình trừ 16x cộng 63. Và thầy viết sang trái, và bên vế trái cũ nó sẽ là 0. Do vậy thì viết ngược lại có nghĩa là thầy được phương trình x bình trừ 16x cộng 63 bằng 0. Như vậy đến đây thì chúng ta đã xác định được cái bước thứ hai, đó là chúng ta đã thiết lập được cái phương trình. Và đây chính là phương trình bậc 2 theo ẩn x. Và từ phương trình này thì thầy sẽ giải quyết cái phương trình thông qua cái công thức nghiệm, và từ đó thầy sẽ xác định được cái nghiệm của phương trình này. Như vậy bước tiếp theo chúng ta sẽ giải quyết cái phương trình x bình trừ 16x cộng 63 bằng cách chúng ta tính delta phẩy. Delta phẩy ở đây là b phẩy bình, có nghĩa là trừ 8 bình. B là trừ 16 nên b phẩy là trừ 8 bình. Trừ AC là trừ 1 nhân với 63, vì A là 1, C là 63. Trừ 8 bình là 64, trừ 63 bằng 1. Delta phẩy bằng 1 lớn hơn 0 nên suy ra phương trình có hai nghiệm phân biệt.
Và như vậy thì sau khi chúng ta đã xác định được delta phẩy bằng 1 lớn hơn không rồi, và chúng ta từ đó chúng ta xác định được phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt. Và đến đây thì chúng ta sẽ tính hai nghiệm đó thông qua công thức nghiệm mà chúng ta đã biết theo delta phẩy. Như vậy chúng ta có được cái giá trị nghiệm như sau: x1 bằng trừ b phẩy là trừ 8, nên trừ b phẩy sẽ là 8, trừ căn delta phẩy là 1, trên a là 1. Do vậy kết quả đầu tiên x1 bằng 7. Ở đây chúng ta thấy rằng thầy để chữ loại. Tại sao vậy? Vì đơn giản đó là giá trị của x mà chúng ta xác định theo cái điều kiện ban đầu đấy. Đó là x lớn hơn 8, nhỏ hơn 16. Như vậy thì ở đây x bằng 7 là chúng ta không nhận được giá trị x này. Như vậy thì nếu chúng ta có một cái vấn đề như sau, đó là nếu mà chúng ta không có cái điều kiện đúng ngay từ ban đầu thì đến đây làm sao chúng ta loại? Thì đa phần nhiều bạn không cẩn thận, các bạn nhận luôn giá trị x này và các bạn kết luận luôn, thì đây là một kết luận hoàn toàn sai. Tuy nhiên có bạn nào mà cẩn thận thì sau khi ra được x1 rồi, bạn tính chiều rộng bằng cách lấy nửa chu vi trừ cho chiều dài, có nghĩa là trừ cho 7, thì bạn ra được chiều rộng nhưng chiều rộng có giá trị lớn hơn chiều dài. Và nếu bạn nào khéo léo thì bạn loại được ở ngay từ cái bước này, còn không bạn kết luận luôn là bạn thiếu chính xác. Và cái hay nhất đó là chúng ta có cái điều kiện ngay từ ban đầu, đó là 8 nhỏ hơn x nhỏ hơn 16. Và trường hợp x2 nó sẽ bằng là trừ b cộng căn delta phẩy trên a, chúng ta sẽ tính ra được x2 bằng 9. Và x2 bằng 9 thì thỏa mãn cái điều kiện lớn hơn 8, nhỏ hơn 16, nên chúng ta nhận cái giá trị x2 này. Như vậy thì với giá trị x2 bằng 9 thì chúng ta có thể xác định được rằng chiều dài của hình chữ nhật là 9cm. Chiều rộng sẽ được tính thông qua công thức là nửa chu vi 16 trừ cho chiều dài là 9, thì chúng ta sẽ ra được chiều rộng là 7cm. Như vậy thì đến đây chúng ta đã kết luận được đúng cái yêu cầu của đề bài, đó là chỉ ra được kích thước của hình chữ nhật gồm có chiều dài 9cm, chiều rộng 7cm. Như vậy thì trong bài này, mặc dù đây là một bài toán rất cơ bản, tuy nhiên chúng ta cần phải chú ý cái điều kiện của chiều dài và chiều rộng trong cái hình này. Và với cái điều kiện chiều dài thì bao giờ cũng lớn hơn chiều rộng, thì chúng ta sẽ đưa đến cái điều kiện của x mà chúng ta chọn ẩn theo chiều dài chiều rộng gì đó v.v. Nó tương ứng, nó phù hợp. Và với cái điều kiện đó thì chúng ta có thể kết luận một cách chính xác về cái giá trị mà chúng ta đã tìm được. Và với những cái giá trị kết luận đó thì chúng ta sẽ đưa về được kết luận của bài toán cuối cùng. Như vậy thì trong quá trình làm, thầy nhắc lại cái điều kiện bao giờ cũng là cái phần cần được chú ý. Vì nếu chúng ta xác định sai thì có thể đưa đến những kết quả sai. Chúng ta đã làm quen với cái bài toán liên quan đến cái hình chữ nhật, và đây cái dạng toán rất quen thuộc trong quá trình tuyển sinh lớp 10. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục làm quen với một cái bài toán khác như sau. Bài số 2: tìm chu vi một tam giác vuông. Lưu ý các bạn, đây là tam giác vuông có cạnh huyền là 20m và hiệu hai cạnh góc vuông là 4m. Như vậy thì đây cũng là một bài toán liên quan đến hình học. Và lưu ý các bạn là đối với cái việc giải toán bằng cách lập phương trình thì có một số cái bài tập hình học cũng liên quan đến cái việc mà chúng ta phải đưa về cái phương trình thì chúng ta mới tìm ra được những cái giá trị của các đoạn thẳng trên hình người ta cho. Và cái việc chuyển đổi từ cái toán đại số này áp dụng vào trong hình học ở một số bài toán là có, và trong quá trình chúng ta làm bài
Đặc biệt là tuyển sinh lớp 10, chúng ta cũng sẽ gặp một số cái vấn đề giống như vậy. Và đối với cái bài thứ hai này thì cũng liên quan đến cái hình học đơn giản, đó là một cái tam giác vuông có cạnh huyền biết rồi 20m, nhưng hai cạnh góc vuông chưa biết. Người ta yêu cầu tìm chu vi. Chu vi có nghĩa là tổng độ dài ba cạnh của cái tam giác vuông này. Như vậy hai cạnh góc vuông chưa biết, chỉ biết cái mối quan hệ hiệu hai cạnh góc vuông là 4m. Như vậy thì việc đầu tiên thầy sẽ xác định cái ẩn của cái phương trình thầy sẽ thiết lập. Ở đây chúng ta có thể chọn ẩn là cái cạnh góc vuông lớn, nhưng mà cũng có thể chọn ẩn là cạnh góc vuông nhỏ, tùy các bạn. Ở đây thầy gọi cạnh góc vuông nhỏ là x, đơn vị là mét. Và thầy xác định x là cạnh góc vuông nhỏ thì chắc chắn rằng thầy sẽ đặt cái điều kiện của x. Và vì đây là cạnh góc vuông, như vậy thì chắc chắn rằng nó sẽ lớn hơn 0. Độ lớn của cạnh góc vuông này sẽ lớn hơn 0. Tuy nhiên thì chúng ta cũng chú ý rằng cạnh góc vuông thì bao giờ cũng bé hơn cạnh huyền. Do vậy thì chắc chắn rằng cái điều kiện x này phải nhỏ hơn 20. Do vậy thì kết hợp những cái nhận xét đó, thầy đưa đến cái kết luận như sau. Điều kiện của x là 0 nhỏ hơn x nhỏ hơn 20. Ở như vậy thì sau khi xác định điều kiện của cạnh góc vuông nhỏ là x rồi, thì chúng ta thấy rằng là đề bài cho hai cái giả thiết, một cái giả thiết là cạnh huyền, cái giả thiết thứ hai là hiệu hai cạnh góc vuông là 4m. Như vậy thì với x là cạnh góc vuông nhỏ mà hiệu hai cạnh góc vuông là 4m, thì cạnh góc vuông lớn sẽ là được xác định như sau. Cạnh góc vuông lớn là x cộng 4m. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cạnh góc vuông do hiệu hai cạnh là 4, như vậy thì chắc chắn rằng lấy cạnh góc vuông nhỏ cộng với 4 sẽ ra được cạnh góc vuông lớn. Và chúng ta thấy rằng là chúng ta đã xác định được cạnh góc vuông nhỏ theo x, cạnh góc vuông lớn theo x. Chúng ta còn một giả thiết nữa, đó là cạnh huyền là 20m. Như vậy thì cạnh huyền và hai cạnh góc vuông liên hệ nhau thông qua cái mối liên hệ nào? Thì ở đây chúng ta thấy rằng, thứ nhất đây là một cái tam giác vuông. Tam giác vuông có cạnh huyền và chúng ta đã tìm được cái hai cạnh góc vuông theo x rồi. Như vậy thì một định lý quan trọng liên quan đến cạnh góc vuông này, đó là định lý Pythagore. Định lý Pythagore đó là xác định được cái mối liên hệ giữa tổng bình phương của hai cạnh góc vuông nó sẽ bằng bình phương của cạnh huyền. Và do đó thì theo định lý Pythagore, ta có x bình cộng mở ngoặc x cộng 4 tất cả bình bằng cạnh huyền bình là 20 bình. Đối với bài này, cái quan trọng là chúng ta phải xác định được cái mối liên hệ giữa cạnh góc vuông và cạnh huyền. Và cái mối liên hệ đó được thể hiện thông qua cái định lý Pythagore trong cái tam giác vuông. Và từ cái định lý này, chúng ta xác định được cái một cái phương trình. Tuy nhiên, phương trình của chúng ta là x bình cộng với mở ngoặc x cộng 4 đóng ngoặc tất cả bình bằng 20 bình. Chúng ta muốn giải được phương trình này thì chúng ta phải khai triển ra, và sau đó chúng ta rút gọn lại để đưa về cái dạng phương trình chuẩn. Như vậy, thầy sẽ có phương trình tương đương như sau. X bình cộng x cộng 4 bình thì khai triển ra thành x bình cộng 8x cộng 16 bằng 400. Và từ đó thì thầy biến đổi cái phương trình này về cái dạng chuẩn của cái phương trình bậc 2 bằng cách thầy chuyển vế phải sang vế trái, đồng thời thầy rút gọn những cái phần tử bên vế trái, những hạng tử bên vế trái lại. Thầy có được cái phương trình như sau: 2x bình cộng 8x, 400 từ phải thì chuyển qua trái là trừ 400 cộng với 16 là
là trừ 384 bằng 0. Như vậy cái phương trình 2x bình cộng 8x trừ 384 bằng 0, chúng ta thấy là chúng ta có thể rút gọn hai vế với số 2 để cái phương trình nó trở nên đơn giản hơn. Do vậy thầy sẽ biến đổi cái phương trình này về thành cái phương trình tương đương như sau, bằng cách thầy chia hai vế cho 2, và phương trình đó được thiết lập như sau: x bình cộng 4x trừ 192 bằng 0. Và sau khi thầy đưa về phương trình về đúng cái dạng chuẩn rồi, thì bước tiếp theo thầy sẽ xác định cái việc giải phương trình này thông qua cái công thức nghiệm. Và ở đây thầy chọn công thức nghiệm thu gọn vì cái hệ số B gắn với x chính là 4. Và như vậy thì từ đó thầy xác định được cái công thức như sau: delta phẩy bằng B phẩy chính là 2 bình trừ AC, đó chính là trừ cho 192. Như vậy thì 2 bình mà trừ cho trừ 192 có nghĩa là cộng cho 192 thì bằng 196, lớn hơn 0. Và từ đó chúng ta suy ra phương trình có hai nghiệm phân biệt. Và với cái việc mà chúng ta đã xác định được delta phẩy lớn hơn 0 để suy ra phương trình có hai nghiệm phân biệt, thì áp dụng cái công thức nghiệm thu gọn, chúng ta sẽ tính ra được giá trị x1, x2 như sau. Như vậy x1 bằng trừ b phẩy chính là trừ 2 trừ căn delta phẩy chính là trừ căn 196, trên A là trên 1. Căn 196 chính là 14, trừ 2 trừ 14 là trừ 16. Ở đây chúng ta sẽ loại vì cái độ dài cái cạnh góc vuông chúng ta thì chắc chắn phải là một số dương. Do vậy thì x1 bằng trừ 16 chúng ta loại. Tương tự như vậy chúng ta tính x2 như sau: x2 bằng trừ 2 cộng căn 196 chính là 14, trừ 2 cộng 14, tất cả chia cho 1 thì kết quả chúng ta bằng 12. Và kết quả này thỏa mãn cái điều kiện lớn hơn 0, nhỏ hơn 20 của x. Do vậy chúng ta nhận cái giá trị x2 này. Và từ đó thì chúng ta đã xác định được cạnh góc vuông nhỏ là bằng 12. Như vậy thì cạnh góc vuông lớn là bằng bao nhiêu? Thì theo cái công thức tính toán ngay từ ban đầu, chúng ta thấy rằng cạnh góc vuông lớn chính là bằng x cộng cho 4. Do vậy, chúng ta có thể xác định được cạnh góc vuông lớn là mười hai cộng 4 bằng 16 mét. Và sau khi chúng ta xác định được cạnh góc vuông lớn, chúng ta đã tìm được cạnh góc vuông nhỏ, chúng ta đã có cạnh huyền, thì chắc chắn rằng bước cuối cùng, và lưu ý các bạn, đề bài yêu cầu là chúng ta tìm chu vi của cái tam giác vuông này. Như vậy muốn tìm chu vi tam giác vuông thì chúng ta có thể là xác định bằng cách chúng ta lấy tổng ba cạnh cộng lại. Từ đó chúng ta kết luận như sau: vậy chu vi hình tam giác vuông là 12 cộng 16 cộng 20 bằng 48 mét. Trong bài này người ta có thể yêu cầu là tìm cái đường cao của cái hình tam giác vuông cũng được, hoặc là người ta có thể yêu cầu tính diện tích của tam giác vuông này, vân vân, một số cách hỏi khác. Tuy nhiên thì trong bài này cho chúng ta nhắc lại chúng ta cái mối quan hệ giữa cái định lý Pythagore đối với các cạnh trong cái tam giác vuông. Và trong bài này thì chúng ta thấy là cái điều kiện cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc chúng ta nhận loại nghiệm. Do vậy thì trong cái phần giải toán bằng cách lập phương trình, cái điều kiện của cái ẩn mà chúng ta chọn sẽ rất quan trọng. Nếu chúng ta không chú ý, chúng ta có thể là đưa đến những cái sai sót không đáng. Và nội dung hôm nay thì đến đây là hết. Xin hẹn các em ở cái đợt sau, cái bài sau, chúng ta đi vào một số cái bài toán cũng liên quan đến việc giải toán bằng cách lập cái phương trình này. Xin chào các em. Xin chào các em đang xem trên HTV.
Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục một số cái bài toán liên quan đến cái việc giải toán bằng cách lập phương trình. Và cái phương trình này thì liên quan đến phương trình bậc nhất hai ẩn, hoặc là một số cái phương trình có chứa ẩn ở mẫu mà có thể đưa về phương trình bậc nhất hai ẩn. Ở bài trước thì chúng ta đã cùng nhau nhắc đến cái mối quan hệ trong cái hình chữ nhật, trong cái tam giác vuông. Còn hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến một số cái vấn đề khác liên quan đến toán công việc, liên quan đến một số cái bài toán thực tế, hoặc là liên quan đến cái việc bài toán chuyển động. Chúng ta cùng nhau xem xét cái bài toán đầu tiên như sau. Và đề yêu cầu là chúng ta giải toán bằng cách lập cái phương trình. Bài số 1. Trong một phòng có 70 người họp được sắp xếp ngồi đều trên các dãy ghế. Như vậy cái phòng này có 70 người và mỗi dãy thì số người ngồi đều như nhau. Nếu ta bớt đi 2 dãy ghế thì ở mỗi dãy ghế còn lại phải xếp thêm 4 người mới đủ chỗ. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu dãy ghế? Phải mỗi dãy ngồi bao nhiêu người? Chấm hỏi. Như vậy thì đây là một cái bài toán liên quan đến một số cái vấn đề thực tế. Và trong cái bài toán này thì chúng ta thấy rằng ở câu hỏi của bài toán nó liên quan hai cái vấn đề chúng ta hỏi. Chúng ta được hỏi đó là thứ nhất là có bao nhiêu dãy ghế, thứ hai là mỗi dãy ghế ngồi bao nhiêu người ở lúc ban đầu. Như vậy thì với cách hỏi hai cái vấn đề như vậy thì ở đây chúng ta có thể giải cái bài toán này bằng cách lập cái hệ phương trình với x là cái số dãy ghế và y là số người ngồi trên mỗi dãy ghế ban đầu. Tuy nhiên thì đề là yêu cầu là chúng ta giải toán bằng cách lập phương trình. Do vậy thì chúng ta sẽ giải bài này theo đúng cái yêu cầu của đề, đó là giải toán bằng cách lập phương trình. Như vậy thì đối với phương trình thì chúng ta có thể chọn một ẩn đó là x và có hai cách gọi, một là có bao nhiêu dãy ghế, thứ hai là mỗi dãy ngồi bao nhiêu người. Thì ở đây thầy chọn x chính là số dãy ghế ban đầu. Tất nhiên các bạn có thể là chọn x là số người ngồi ở mỗi dãy ban đầu cũng được. Tuy nhiên thì thầy chọn x như sau. Gọi số dãy ghế lúc đầu là x, đơn vị ở đây thầy là dãy ghế đó các bạn. Như vậy thì bước tiếp theo chúng ta sẽ xác định cái điều kiện của x này. Như vậy ở đây x là dãy ghế. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đã nói đến dãy ghế thì số dãy ghế phải là một cái số tự nhiên khác không? Chứ số dãy ghế thì không thể là một cái số dạng số thập phân hay là dạng cái số vô tỷ nào đó bất kỳ, mà cái dãy ghế chỉ có thể là cái số tự nhiên khác không. Do vậy cái điều kiện đầu tiên của x nó sẽ là x thuộc n sao. Cái thứ hai thì trong quá trình chúng ta đọc thì có một cái điều kiện liên quan đến dãy ghế, đó là nếu bớt đi 2 dãy ghế. Như vậy thì cái số dãy ghế ban đầu chắc chắn phải là một số lớn hơn 2. Vì số dãy ghế ban đầu mà không lớn hơn 2 thì chúng ta sẽ không thể bớt đi 2 dãy ghế được. Do vậy thì cái điều kiện của x này, x là số dãy ghế ban đầu thì điều kiện của x phải lớn hơn 2. Như vậy tổng hợp hai cái điều kiện này chúng ta có được cái điều kiện của x như sau. Đó là x thuộc n sao và x lớn hơn 2. Như vậy đến đây chúng ta đã chọn ẩn xong, chúng ta đã chọn được cái đơn vị và chúng ta đã có được cái điều kiện của x. Bước tiếp theo chúng ta thiết lập các mối quan hệ giữa các đại lượng khác với ẩn đã chọn. Và tất nhiên chúng ta phải làm từng bước các bạn. Phòng này có 70 người họp được sắp xếp ngồi đều trên các dãy ghế. Dãy ghế chúng ta có x dãy, 70 người họp có x dãy ngồi. Như vậy thì chúng ta sẽ tìm được
mỗi dãy ngồi bao nhiêu người bằng cách xác định như sau. Số người ngồi trong một dãy lúc đầu là 70 người có x dãy. Như vậy thì một dãy sẽ có 70 trên x người. Như vậy thì lấy tổng số người chia cho tổng số dãy ghế ban đầu thì chúng ta sẽ ra được mỗi dãy ghế ban đầu có bao nhiêu người ngồi. Ở đây người ta giả thiết rằng tất cả các dãy ghế thì đều có số người ngồi giống nhau ở mỗi dãy. Do vậy, mỗi dãy số người lúc đầu sẽ là 70 trên x. Tuy nhiên thì đề bài cho tiếp theo đó là nếu giảm đi 2 dãy ghế. Do vậy, bước tiếp theo chúng ta sẽ xác định như sau. Số dãy ghế lúc sau là x trừ 2 dãy. Và rõ ràng thì đề bài đã cho cái số dãy ghế lúc sau giảm đi 2 dãy, nên cái số dãy ghế còn lại chỉ là x trừ 2. Tuy nhiên, với cái số lượng dãy ghế ít hơn như vậy, thì 70 người này vẫn ngồi vào các dãy ghế đó. Do vậy thì mỗi dãy ghế sẽ có số người được xác định như sau. Bước tiếp theo, chúng ta thấy rằng số người ngồi trong một dãy lúc sau là có 70 người mà chỉ còn có x trừ 2 dãy. Do vậy, chúng ta sẽ lấy 70 chia cho hoặc là trên x trừ 2. Chúng ta sẽ ra được số người ngồi trong một dãy lúc sau. Đến đây thì chúng ta thấy rằng câu tiếp theo của đề bài nói rằng nếu thêm mỗi dãy 4 người thì mới ngồi vừa đủ. Do vậy, số người trong cái dãy ghế lúc sau với so với số người trong dãy ghế lúc đầu thì số người ngồi trong một cái dãy ghế lúc sau lớn hơn số người ngồi trong một cái dãy ghế lúc đầu là 4 người. Vì thêm 4 người vào mỗi dãy lúc sau, do vậy thì số người ngồi trong một dãy lúc sau sẽ lớn hơn cái số người ngồi trong một dãy lúc đầu là 4 người. Từ cái nhận xét này, chúng ta đưa về cái phương trình như sau. Ta có phương trình số người ngồi trong dãy ghế lúc sau đấy, một dãy lúc sau là 70 trên x trừ 2 trừ cho số người ngồi trong một dãy ghế lúc đầu là 70 trên x thì sẽ bằng 4, do lúc sau thêm vào mỗi dãy 4 người nên hiệu số người ở hai dãy lúc sau và lúc đầu sẽ là 4. Ở đây sẽ có nhiều bạn không cẩn thận, bạn sẽ lấy 70 trên x trừ cho 70 trên x trừ 2 thì kết quả này hoàn toàn là sai, vì 70 trên x chắc chắn sẽ bé hơn 70 trên x trừ 2 với những cái giá trị x lớn hơn 2. Do đó thì chúng ta phải cẩn thận trong chúng ta thiết lập cái phương trình. Và nếu chúng ta thiết lập sai thì có thể là chúng ta đưa đến cái phương trình vô nghĩa. Và giải quyết cái phương trình này thì đây là một cái phương trình chứa ẩn ở mẫu. Và muốn giải quyết phương trình chứa ẩn ở mẫu thì bước tiếp theo chúng ta sẽ quy đồng mẫu thức. Ở đây mẫu chúng ta có hai mẫu là x trừ 2 và x. Do vậy thì mẫu chung sẽ là x nhân với x trừ 2. Từ đó chúng ta quy đồng mẫu như sau. Vế trái tử số là 70 nhân x, vì mẫu là x trừ 2 thiếu x, trừ 70 nhân x trừ 2, vì mẫu bên kia là x. Do vậy phải nhân tử mẫu với x trừ 2. Mẫu chung sẽ là x nhân x trừ 2. Vế phải là 4. Như vậy thì thiếu cả x nhân với x trừ 2. Như vậy thì thầy biến đổi vế phải thành 4x nhân với x trừ 2, tất cả trên x trừ 2. Và chắc chắn bước tiếp theo đó là chúng ta khử mẫu để chúng ta có được một cái phương trình như sau. 70 trừ, đồng thời là thầy nhân cái trừ 70 vào trong cái ngoặc với x trừ 2, thầy có được sẽ là 70x
trừ 70x, trừ 70 cộng cho nhân với lại trừ 2 nó sẽ là cộng 140. Vế phải của thầy nhân vào sẽ là 4x bình trừ 8x. Và đến đây, việc giải phương trình này thì sẽ được tiến hành theo các bước như sau. Việc đầu tiên, chúng ta sẽ rút gọn cái phương trình này lại và chúng ta rút gọn hai vế lại để chúng ta đưa về được cái phương trình dạng chuẩn. Ở đây chúng ta thấy rằng 70x trừ 70x hết. Do vậy thì vế trái chúng ta còn lại 140, vế phải là 4x bình trừ 8x. Do vậy, thầy sẽ chuyển 140 đó sang vế phải và từ đó thầy có được cái phương trình như sau. 4x bình trừ 8x trừ 140, 140 chuyển qua thành trừ 140 bằng 0. Chúng ta nhận xét thấy rằng 4x bình trừ 8x trừ 140 bằng 0 thì tất cả hai vế đều chia hết cho 4. Do vậy, thầy rút gọn phương trình này lại bằng cái phương trình tương đương như sau. Đó là x bình trừ 2x, 140 chia cho 4 sẽ là trừ 35 bằng 0. Đến đây, chúng ta sẽ giải phương trình này thông qua delta phẩy như sau. Delta phẩy bằng trừ 1 tất cả bình, vì b bằng trừ 2, b phẩy bằng trừ 1, trừ ac chính là trừ của trừ 35. Như vậy, chúng ta có được delta phẩy bằng 36 lớn hơn 0. Từ đó chúng ta suy ra được rằng phương trình này luôn có hai nghiệm phân biệt. Ta cũng xác định được hai nghiệm đó như sau. X1 bằng trừ b phẩy là 1, vì b phẩy bằng trừ 1, trừ căn delta phẩy là trừ căn 36 trên A là 1. Như vậy ở đây trừ căn 36 chính là trừ 6, 1 trừ 6 chia 1 là trừ 5. Chúng ta thấy rằng trừ 5 chúng ta phải loại, vì nó không thỏa cái điều kiện ban đầu, đó là x thuộc n sao x lớn hơn 2. Và x2 sẽ là 1 cộng căn 36 trên 1, đó chính là 7. 7 thỏa cái điều kiện ban đầu, lớn hơn 2 thuộc n sao. Do vậy chúng ta nhận. Sau khi chúng ta đã xác định được cái giá trị của ẩn mà chúng ta chưa biết, thì chúng ta thấy rằng với x2 bằng 7 thì chúng ta có được số dãy ghế ban đầu là 7 dãy. Và từ đó chúng ta có thể kết luận được theo cái yêu cầu đề bài, đó là theo cái số dãy ghế ban đầu. Như vậy, lúc đầu có 7 dãy ghế, mỗi dãy có 70 người, chia cho 7 dãy sẽ là 10 người. Sau khi chúng ta đã xác định được cái số dãy ghế là 7 và số người ngồi trên mỗi dãy là 10, thì chúng ta đã kết luận được xong cái bài toán mà chúng ta đề bài để đưa ra. Và do vậy, trong bài toán này thì đây là một bài toán thực tế, và chúng ta cũng đã đưa về cái phương trình chứa ẩn ở mẫu. Từ phương trình đó chúng ta đưa về phương trình bậc 2, chúng ta giải quyết phương trình bậc 2, chúng ta so điều kiện, chúng ta đã xác nhận được đúng những cái yêu cầu của đề bài. Chúng ta chỉ ra được số dãy ghế là 7 và số người ngồi mỗi dãy là 10 người. Trong bài toán này, thầy khi mà tìm cái mối quan hệ giữa các đại lượng khác với lại ẩn đã chọn, thầy có một cách, đó là thầy xử lý từng bước theo cái giả thiết đề bài cho. Ví dụ sau khi gọi x rồi, thầy đọc rằng là mỗi phòng họp này có 70 người và số người ở mỗi dãy ngồi đều nhau mà số dãy là x, thì lập tức thầy tìm liền được đó là mỗi người, mỗi dãy sẽ có số người ngồi là 70 trên x. Thầy đọc câu tiếp theo, thầy thấy là giảm đi 2 dãy, thầy lập tức thầy tìm liền số dãy còn lại là x trừ 2, vân vân. Từ đó thầy xác định cái phương trình. Và cái việc mà chúng ta đọc từng câu trong cái bài toán để chúng ta thiết lập, thì đó là cái cách mà chúng ta có thể đưa được về những cái nhận xét khác nhau và chúng ta có được cái phương trình mà cái đề bài đã đưa ra cho chúng ta trong cái giả thiết. Và trong đó thì chúng ta phải kết hợp giữa thực tế và cái giả thiết đề bài. Ví dụ như đề bài nói rằng mỗi dãy có số người ngồi đều nhau
mà chúng ta thấy rằng là có 70 người ngồi trong cái phòng đó và có ít dãy, thì chúng ta phải tìm được một dãy là 70 trừ ít. Nếu chúng ta không có xác nhận được cái vấn đề này thì có lẽ bài này chúng ta cảm thấy rất là khó khăn. Cái bài toán tiếp theo cũng liên quan đến cái phần giải toán bằng cách lập phương trình này, để chúng ta làm quen với phương pháp là từng bước để thiết lập phương trình. Và bài toán số 2 như sau. Trong một cái buổi giao lưu, các em học sinh đều bắt tay, lần lượt bắt tay nhau. Như vậy thì em nào cũng bắt tay các bạn khác hết. Đếm được tổng cộng có 66 cái bắt tay. Hỏi cái buổi giao lưu ấy có bao nhiêu học sinh. Như vậy thì cái giả thiết của bài này rất ít. Chúng ta thấy rằng một cái buổi giao lưu có bao nhiêu em thì không biết. Chỉ biết rằng các em này bắt tay nhau, và một em thì lần lượt bắt tay tất cả các bạn khác. Người ta không đếm gì hết, người ta chỉ đếm rằng có 66 cái bắt tay tất cả. Như vậy thì hỏi buổi giao lưu ấy có bao nhiêu học sinh. Một bài toán thì rất ít giả thiết, và do vậy thì chúng ta phải cố gắng, chúng ta đọc từng câu, từng chữ để chúng ta tìm những cái giả thiết mà đề bài chịu cho liên quan đến ẩn chúng ta chọn. Và có lẽ chúng ta sẽ gọi X là cái số học sinh trong cái buổi giao lưu đó, vì cái đề bài yêu cầu hỏi là có bao nhiêu cái học sinh. Và chúng ta thấy rằng với cái ẩn này thì chúng ta có thể tìm được một số cái mối quan hệ khác. Do vậy thì chúng ta sẽ gọi ẩn như sau. Gọi số học sinh là X em, hoặc là X học sinh cũng được nha bạn. Như vậy thì nếu đã gọi đây là số học sinh thì chắc chắn là số học sinh phải là một số tự nhiên dương, một số tự nhiên lớn hơn khác không đó các bạn, một số tự nhiên khác không. Và điều kiện của X nó sẽ là như sau. X thuộc N sao. Đến đây thì chúng ta thấy rằng là số học sinh là XM và điều kiện X thuộc N sao. Chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải tìm một số cái giả thiết nữa liên quan đến cái số học sinh này. Câu đầu tiên chúng ta thấy rằng trong một buổi giao lưu các em đều lần lượt bắt tay nhau. Như vậy chúng ta phải đặt một vấn đề như sau. Đó là một em thì sẽ bắt tay mấy em. Chúng ta thấy rằng một em bất kỳ thì sẽ bắt tay của tất cả các bạn còn lại. Như vậy thì có X em tổng cộng trong cái phòng đó là X học sinh, mà một học sinh bất kỳ thì sẽ bắt tay tất cả học sinh còn lại. Do vậy thì một học sinh bất kỳ sẽ bắt tay X trừ một em học sinh còn lại. Từ cái nhận xét này, chúng ta xác định được cái mối liên hệ giữa cái đại lượng tiếp theo như sau. Mỗi học sinh sẽ bắt tay X trừ một lần, có nghĩa là bắt tay với X trừ một học sinh còn lại ngoài mình ra. Như vậy thì với cái nhận xét là một em, các em đều lần lượt bắt tay nhau, thì thầy có một cái mối liên hệ ngoài cái giả thiết đề bài. Như vậy thì thầy nảy sinh một ý tưởng liền, và thầy xác định liền đó là một em học sinh bất kỳ thì sẽ bắt tay X trừ một học sinh còn lại, có nghĩa là X trừ một lần bắt tay với các em học sinh còn lại. Như vậy đến đây là có X em, mỗi em là bắt tay X trừ một lần. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy liền là một cái mối quan hệ là nếu chúng ta lấy số em nhân với số lần bắt tay của mỗi em thì chúng ta sẽ ra được tổng số lần bắt tay. Như vậy X nhân với X trừ 1 sẽ ra được tổng số lần bắt tay. Tuy nhiên các bạn chú ý một điều, thí dụ em A bắt tay với em B thì cũng có nghĩa là em B bắt tay với em A. Như vậy thì mỗi lần bắt tay có hai em bắt tay với nhau. Như vậy nếu ta lấy X nhân với X
trừ một lần bắt tay, thì do là mỗi lần bắt tay có hai em, A với B thì cũng giống như B với A bắt tay nhau, do vậy chúng ta phải chia 2 thì chúng ta mới ra được tổng số lần bắt tay thực tế. Do vậy từ đây chúng ta sẽ xác định do mỗi lần có hai bạn bắt tay nhau nên tổng số cái bắt tay sẽ là có x em, mỗi em bắt tay x trừ 1 lần, lấy x nhân với x trừ 1. Nhưng hai em AB bắt tay thì giống như em BA bắt tay. Do vậy, chúng ta phải chia cho 2, chúng ta sẽ ra được tổng số lần bắt tay. Và kết luận tiếp theo của bài, do mỗi lần có hai em bắt tay nhau nên tổng số cái bắt tay sẽ là x nhân với x trừ 1, tất cả chia cho 2. Và đến đây chúng ta thấy rằng theo giả thiết đề bài thì chắc chắn rằng chúng ta đã có được một cái phương trình. Và từ đó chúng ta xác định phương trình như sau. Ta có phương trình x nhân với x trừ 1, tất cả chia 2 bằng 66. Và phương trình này tương đương với thì nhân tử số của vế trái, thì nhân số 2 ở vế trái sang vế phải thì được vế phải là 132, nhân chéo lên đấy các bạn. Và thầy khai triển cái x nhân với x trừ 1 vào thì sẽ có được x bình trừ x bằng 132. Phương trình này tương đương với x bình trừ x, thầy chuyển 132 từ phải sang trái thì được là trừ 132 bằng 0. Giải cái phương trình này chúng ta thấy rằng là chúng ta phải dựa vào delta, vì cái hệ số B là trừ 1, không phải là hệ số chia hết cho 2, không phải là số chẵn. Do vậy muốn giải phương trình này thầy dựa vào delta như sau. Delta bằng trừ 1 bình trừ 4, A là 1 thầy bỏ qua, trừ 4 nhân C là trừ 132. Và kết quả của thầy là 529. 529, đây là một kết quả lớn hơn 0. Do vậy, thầy suy ra phương trình có hai nghiệm phân biệt. Và chắc chắn rằng bước tiếp theo thì chúng ta sẽ xác định được giá trị của hai nghiệm này bằng công thức nghiệm như sau. Như vậy thì x1 bằng trừ b, có nghĩa là 1, vậy vì b là trừ 1, trừ căn 129, tất cả trên 2A là trên 2. Như vậy thì chúng ta sẽ ra được là trừ 1 trừ căn 529 chính là 23, 1 trừ 23 là trừ 22, chia 2 sẽ là trừ 11. Và giá trị này chúng ta loại vì số học sinh không thể là số âm, mà số học sinh phải là một số tự nhiên khác không. Rồi, giá trị x2 sẽ bằng 1 cộng căn 159, có nghĩa là bằng 23. 1 cộng 23 là 24, chia 2 bằng 12. Như vậy chúng ta nhận cái giá trị này vì nó thỏa yêu cầu của đề bài. Và như vậy đến đây chúng ta đã tìm được x bằng 12. Và từ đó chúng ta có thể kết luận được rằng số học sinh trong cái buổi giao lưu đó là 12 học sinh. Và đó là câu kết luận của bài toán. Vậy buổi giao lưu có 12 em học sinh. Và như vậy thì trong cái bài tập hôm nay nó liên quan đến hai cái bài toán thực tế, một cái bài toán là xếp chỗ ngồi và một bài toán là bắt tay. Và đối với những bài toán bắt tay này thì có thể có những cái mở rộng hơn, khó khăn hơn khi mà thi vào trường chuyên lớp chọn. Đối với bài hôm nay thì đến đây là hết. Thầy xin hẹn các em ở cái phần bài sau liên quan đến cái việc giải toán bằng cách lập phương trình, và trong đó có các bài toán liên quan đến chuyển động và cái toán công việc. Xin chào các em. Xin chào các em đang xem cái chương trình dạy học trên HTV. Hôm nay thì chúng ta sẽ bước qua một số cái bài ôn tập cuối cùng về cái vấn đề giải bài toán bằng cách lập cái phương trình. Và
trong cái bài hôm nay thì chúng ta sẽ làm các bài tập liên quan đến các phần đó là toán công việc và cái toán chuyển động. Và chắc chắn rằng thì trong cái bài toán nào thì chúng ta cũng phải trải qua các bước đó là chọn ẩn, kèm theo nó là đơn vị và điều kiện, rồi sau đó thiết lập các mối quan hệ với ẩn đã chọn để thiết lập được phương trình. Từ cái việc giải phương trình, nhận xét cái điều kiện và từ đó chúng ta mới kết luận cái theo đúng yêu cầu của đề bài. Và chúng ta cùng nhau xem xét cái bài toán đầu tiên, nội dung như sau. Hai lớp 9A và 9B cùng làm chung một công việc thì hoàn thành trong 6 giờ. Nếu làm riêng, mỗi lớp phải mất bao lâu thời gian? Biết rằng lớp 9A làm lâu hơn lớp 9B 5 giờ. Với cái toán công việc thì có nhiều cách giải, trong đó cách giải cơ bản nhất đó là chúng ta gọi cái thời gian là một mình xong công việc của một lớp nào đó sẽ là X. Và đối với bài này thầy sẽ chọn lớp 9A, thời gian lớp 9A là một mình xong cái công việc là X. Và thầy xác định cái ẩn như sau: gọi thời gian lớp 9A là một mình xong công việc là X giờ. Bước tiếp theo, thầy sẽ xác định cái điều kiện của X, đó là X phải lớn hơn 6. Lý do tại sao X lớn hơn 6? Hai đội làm chung với nhau trong 6 giờ thì mới xong công việc. Như vậy nếu một đội làm một mình thì chắc chắn cái công việc đó sẽ làm xong lâu hơn 6 giờ. Vì hai đội làm chung chỉ có 6 giờ thôi, mà một đội làm thì chắc chắn sẽ lâu hơn 6 giờ. Như vậy thầy xác định cái điều kiện như sau: X lớn hơn 6. Với cái điều kiện X lớn hơn 6 và thầy đã có X là thời gian lớp 9A làm một mình xong công việc, thì thầy sẽ tìm tiếp cái lớp 9B và những cái phần liên quan đến lớp 9A và lớp 9B. Ở đây có một câu cuối cùng của bài toán: biết rằng lớp 9A làm lâu hơn lớp 9B 5 giờ. Như vậy cái điều này có nghĩa là thời gian của lớp 9B làm một mình xong công việc đó ít hơn thời gian lớp 9A làm là 5 giờ. Do vậy, từ cái nhận xét này, thầy xác định như sau: thời gian lớp 9B làm một mình xong công việc là X trừ 5 giờ. Ở trong bài này các bạn thấy là có khác một chút so với các bài toán trước. Các bài toán trước thì thầy theo từng câu của đề bài, thầy lần lượt tìm các mối liên hệ từ trên xuống dưới. Tuy nhiên trong bài này thầy lại xác định cái giả thiết cuối cùng. Tất nhiên là tùy các bài, những cái giả thiết đó người ta có thể để phía đầu, để phía sau của bài cũng được. Tại sao thầy xác định ở bài này theo cái giả thiết cuối cùng? Vì đơn giản thôi, sau khi thầy gọi X là thời gian của lớp 9A làm một mình xong công việc, thì câu cuối cùng của bài là liên quan đến thời gian của lớp 9B với lớp 9A làm một mình xong công việc. Do vậy thầy phải dựa vào cuối cùng này để từ đó thầy xác định được thời gian lớp 9B làm một mình xong công việc là X trừ 5 giờ. Như vậy ở đây tại sao thầy không có điều kiện X lớn hơn 5? Là vì đơn giản, đề điều kiện của X ban đầu đã là X lớn hơn 6 rồi. Và X lớn hơn 6 thì chắc chắn X trừ 5 nó sẽ tồn tại, so với cái X trừ 5 là thời gian của lớp 9B làm. Do vậy thầy sẽ không cần cái điều kiện ở đây nữa. Đến đây thì sau khi thầy đã xác định được cái thời gian lớp 9A làm một mình xong công việc, thời gian lớp 9B làm một mình xong công việc, thì một cái vấn đề tiếp theo mà tất cả các bài toán công việc đều làm, đó là chúng ta phải tìm được phần việc làm trong một đơn vị thời gian. Đối với bài này, do nó tính theo giờ, do vậy thì bước tiếp theo thầy sẽ xác định như sau: trong một giờ lớp 9A sẽ làm được 1 trên X công việc,
vì lớp 9A làm hết công việc này trong ít giờ. Như vậy thì trong 1 giờ, lớp 9A sẽ làm được 1 trên x công việc. Và đây, thầy nhắc lại, đây là cái bước bắt buộc phải làm trong quá trình chúng ta giải toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình mà các bài toán liên quan đến toán công việc và chúng ta gọi ẩn liên quan đến thời gian làm việc của mỗi đội một mình. Và bước tiếp theo thì sau khi đã tìm được phần việc trong 1 giờ của 9A thì thầy sẽ tìm được trong 1 giờ lớp 9B làm 1 trên x trừ 5 công việc. Và đến đây thì chúng ta thấy rằng là sau khi chúng ta tìm được phần việc làm trong một đơn vị thời gian là 1 giờ của hai lớp 9A và 9B, một cái là 1 trên x, một cái là 1 trên x trừ 5, thì chúng ta mới xem xét cái giả thiết đầu tiên của đề bài. Đó là hai đội này cùng làm trong 6 giờ sẽ xong phần việc. Như vậy điều này, hai đội cùng làm trong 6 giờ sẽ xong công việc, có nghĩa là trong 1 giờ hai đội cùng làm sẽ được là 1/6 công việc. Từ cái nhận xét đó, chúng ta có được cái phương trình như sau. Vì hai đội làm chung 6 giờ xong công việc, suy ra 1 trên x cộng 1 trên x trừ 5 bằng 1/6. Và như vậy thì 1 trên x là phần việc lớp 9A làm trong 1 giờ, 1 trên x trừ 5 là phần việc của lớp 9B làm trong 1 giờ, và cộng hai cái này lại thì chính là phần việc của hai đội làm trong 1 giờ, và phần việc đó chính là 1/6 công việc, vì hai đội làm chung, hai lớp làm chung xong công việc trong 6 giờ. Như vậy trong 1 giờ được 1/6 công việc. Đến đây thì chúng ta đã có được cái phương trình chứa ẩn ở mẫu, và việc giải quyết phương trình này thì chúng ta tiến hành lần lượt các bước như sau. Chúng ta sẽ quy đồng và đồng thời chúng ta khử mẫu, chúng ta sẽ ra được phương trình tương đương như sau. 6 nhân x trừ 5 trong ngoặc, cái phần mẫu chung chúng ta sẽ là 6 nhân x trừ 5. Do vậy cái tử đầu tiên sẽ thiếu 6 nhân x trừ 5. Tử thứ hai sẽ thiếu 6x. Do vậy thì thầy khử mẫu luôn, thầy sẽ được là cộng thêm 6x. Và bên bên phải thầy sẽ biến đổi tử như sau. Sau khi khử mẫu thầy có được x nhân với x trừ 5. Và bước tiếp theo thì chúng ta cùng nhau phân phối ở hai vế vào, đồng thời chuyển vế và rút gọn lại để chúng ta có được các phương trình như sau. Phương trình này tương đương với 6x trừ 30 cộng 6x bằng x bình trừ 5x. Hay nói cách khác, thì chuyển về cùng một vế, chuyển từ vế trái sang vế phải, 6x cộng 6x là 12x, chuyển qua vế phải thầy sẽ là trừ 12x, kết hợp với trừ 5x thầy sẽ có được là trừ 17x. Như vậy vế phải là x bình trừ 17x, trừ 30 bên trái thầy chuyển qua bên phải sẽ là cộng 30 bằng 0. Như vậy chúng ta có được phương trình x bình trừ 17x cộng 30 bằng 0. Và bước tiếp theo, sau khi chúng ta đã đưa về được phương trình bậc 2 một ẩn, chúng ta giải cái phương trình bậc 2 này, vì hệ số B là trừ 17 nên thầy dùng delta để thầy giải phương trình bậc 2 này. Thầy xác định delta như sau. Delta bằng trừ 17 tất cả bình trừ 4 nhân 30, và kết quả của thầy là 169. Và với delta bằng 169
suy ra rằng phương trình này có hai nghiệm phân biệt. Thầy sẽ lần lượt xác định hai nghiệm như sau. Nghiệm X1 bằng 17 trừ căn 169 chính là 13. 17 trừ 13 là 4. Chia 2. Chia 2A các bạn, A bằng 1 là chia 2 bằng 2. X1 bằng 2, thầy sẽ loại. Vì đơn giản, điều kiện của X là lớn hơn 6. Do vậy, X1 bằng 2, thầy loại. X2 bằng 17 cộng cho căn 169 là 13 bằng 30, chia 2, thầy ra được X2 bằng 15. Thầy nhận cái giá trị này vì nó lớn hơn 6. Như vậy thì ở cái bài này, đến phần này chúng ta thấy rằng nếu chúng ta gọi X là cái thời gian ban đầu của lớp 9A làm mà chúng ta chỉ có một cái điều kiện rất là đơn giản, đó là X lớn hơn 0, thì điều này hoàn toàn chúng ta sẽ kết luận có khi chúng ta sai trong cái kết luận cuối cùng, vì chúng ta không loại được nghiệm X bằng 2. Do vậy thì trong cái bài này, cái điều kiện ban đầu rất là quan trọng, và điều kiện đó thì phải dựa trên một số cái giả thiết đề bài cho mang tính chất chuẩn. Ví dụ như hai đội làm 6 giờ thì một đội chắc chắn phải lớn hơn 6. Từ đó chúng ta kết luận rằng X phải lớn hơn 6. Để cuối cùng với X1 bằng 2 chúng ta loại và X2 bằng 15 chúng ta nhận. Đến đây, sau khi tìm ra được X2 bằng 15, có nghĩa là thời gian đội A, xin lỗi lớp A, 9A đấy, làm một mình xong công việc là 15 giờ, thì chúng ta sẽ tìm được thời gian lớp B làm một mình xong công việc sẽ là 15 trừ 5 là 10. Do vậy chúng ta kết luận như sau. Vậy là một mình lớp 9A mất 15 giờ, lớp 9B mất, vì lớp 9B làm ít hơn lớp 9A 5 giờ. Do vậy lớp 9B mất 15 trừ 5 bằng 10 giờ. Đề bài nói rằng lớp 9A làm lâu hơn lớp 9B 5 giờ, có nghĩa lớp 9B chỉ làm có 10 giờ mà thôi. Và đây chính là kết luận cuối cùng của bài toán này. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau xem xét cái bài tập số 2 liên quan đến cái phần toán chuyển động. Nội dung bài số 2 như sau. Đoạn đường AB cách nhau 120 km, một ô tô đi từ A được nửa quãng đường thì hư xe nên sửa mất 30 phút. Do vậy trên nửa quãng đường còn lại, để kịp thời gian, xe phải tăng vận tốc thêm 10 km/h. Tìm vận tốc ban đầu của xe ô tô. Là đây là một cái dạng toán liên quan đến phần chuyển động. Quãng đường đề bài đã cho rồi, 120 km. Tuy nhiên một ô tô này không đi từ A đến B thẳng, mà trên đó thì nửa chừng xe bị hư, do vậy thì mất một khoảng thời gian xe hư để phải sửa xe. Đồng thời trong khoảng thời gian sau thì xe đi một vận tốc khác. Đề bài yêu cầu tìm vận tốc ban đầu của xe ô tô. Như vậy thì thông thường, theo cái lẽ thông thường thì đề yêu cầu là tìm vận tốc ban đầu của xe ô tô, thì thầy sẽ gọi vận tốc ban đầu của xe ô tô chính là X. Do vậy thầy gọi như sau. Gọi vận tốc ban đầu của xe ô tô là X km/h. Và trong cái đề bài chúng ta thấy rằng là không có một cái vấn đề nào liên quan gần với lại cái điều kiện của X. Do vậy thì chúng ta chỉ xác định cái điều kiện của X đơn giản như sau. Đó là điều kiện X lớn hơn 0. Lưu ý các bạn, đoạn đường AB cách nhau 120 km, một xe đi từ A đến nửa quãng đường thì bị hư. Như vậy thì trong nửa quãng đường này, xe đi với vận tốc dự định ban đầu là X km. Tuy nhiên
dự định ban đầu thì xe đi toàn bộ quãng đường cũng với x km. Do vậy thì thời gian dự định ban đầu sẽ được tính toán như sau. Thời gian dự định ban đầu sẽ là 120 trên x giờ. 120 chính là cái quãng đường AB ban đầu và x chính là cái vận tốc dự định ban đầu mà sẽ đi. Do vậy cái thời gian dự định ban đầu sẽ là 120x. Như vậy thì trong cái thời gian dự định ban đầu này thì nếu chúng ta đọc không kỹ thì chúng ta nghĩ là đề bài không đề cập đến, nhưng đây chính là một cái phần rất là quan trọng mà chúng ta có thể thiết lập được cho chương trình. Và trong quá trình xe di chuyển ở nửa cái quãng đường sau thì chúng ta thấy rằng nửa quãng đường đầu xe đi với vận tốc là x, nhưng nửa quãng đường sau xe đi với vận tốc khác. Do vậy thì theo đề bài chúng ta thấy rằng nửa quãng đường đầu sẽ là 60 km xe đi với vận tốc là x km/h. Do vậy thì thời gian xe đi nửa quãng đường đầu sẽ là 60 là quãng đường nửa quãng đường đầu các bạn, chia cho x đơn vị là giờ. Nửa quãng đường sau thì xe đi với vận tốc là x cộng 10, vì do là sửa xe mất 30 phút, 30 phút chính là 1/2 giờ. Do sửa xe mất 30 phút nên cái vận tốc lúc sau phải tăng lên thì mới hy vọng kịp đúng giờ. Do vậy, vận tốc lúc sau của xe sẽ là x cộng cho 10. Và thời gian đi nửa quãng đường sau sẽ là 60 trên x cộng 10 giờ. Thời gian đi nửa quãng đường sau là 60 trên x cộng 10 giờ. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta đã có thời gian đi nửa quãng đường đầu là 60 trên x. Chúng ta có được thời gian đi nửa quãng đường sau là 60 trên x cộng 10. Tuy nhiên, giữa đường thì hư xe sửa mất 30 phút. 30 phút bằng 1/2 giờ. Do vậy thì lấy thời gian đi nửa quãng đường đầu cộng với thời gian sửa xe cộng với thời gian đi nửa quãng đường sau thì do yêu cầu là đến đúng giờ so với quy định, đến kịp lúc đấy. Như vậy thì tổng 3 cái thời gian này thì chính là cái thời gian dự định mà xe sẽ đi quãng đường AB với vận tốc ban đầu, đó chính là 120 trên x. Từ cái nhận xét này chúng ta thấy rằng chúng ta có phương trình như sau. Ta có phương trình 60 trên x nửa quãng đường đầu cộng 1/2, 1/2 chính là 30 phút 1/2 giờ, cộng với 60 trên x cộng 10. Tổng 3 cái thời gian này thì chắc chắn sẽ bằng cái thời gian dự định vì xe nó đến B kịp đúng giờ. Do vậy thì sẽ bằng 120 trên x. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái thời gian dự định ban đầu chúng ta phải xác định vì nó rất là quan trọng, nó làm cho chúng ta có thể thiết lập được cái phương trình trong quá trình chúng ta giải bài này. Và từ cái phương trình này chúng ta thấy các bước tiếp theo chúng ta sẽ làm đó là quy đồng mẫu, khử mẫu, đưa về phương trình, rút gọn và sau đó giải cái phương trình mới tùy cái trường hợp ra bậc 2 hay bậc nhất. Đến đây chúng ta cùng nhau quy đồng bằng phương trình tương đương như sau. Thầy chọn cái mẫu chung là 2x nhân với x cộng 10. Tử 60 thì ban đầu thiếu 2 nhân x cộng 10, do vậy thì sẽ là 120 nhân với x cộng 10, cộng cho cái tử thứ hai thiếu x nhân với x cộng 10 sẽ ra được là cộng cho x nhân với x cộng 10. Tử thứ ba là 60 thiếu 2 nhân với x, như vậy thì sẽ là cộng 120x. Với bên tay phải 120 mẫu là x, như vậy thiếu 2 nhân với x cộng 10, do vậy thầy có được tử bên phải là 120 nhân 2 nhân với x cộng 10,
và khử mẫu. Đồng thời, thầy phân phối vào, thầy có được phương trình như sau: 120x cộng 1200 cộng x bình cộng 10x cộng 120x bằng vế phải 120 nhân 2 là 240, nhân vào nó sẽ là 240x cộng cho 2400. Bước tiếp theo chúng ta sẽ rút gọn, và chúng ta thấy rằng là vế bên tay trái là 120x kết hợp với 120x là 240x, và vế bên phải chúng ta cũng có 240x. Do vậy chúng ta khử 240x ở hai vế thì chúng ta thấy rằng chúng ta còn lại vế trái là x bình cộng cho 10x và 1200 và 2400, thầy khử với nhau thì thầy sẽ ra được phương trình như sau: x bình cộng 10x trừ 1200. Như vậy thì sau khi chúng ta rút gọn lại thì chúng ta ra được một phương trình, đó là x bình cộng 10x trừ 1200. Để giải cái phương trình này thì chúng ta sẽ dùng cái công thức nghiệm thu gọn, vì cái hệ số B là 10, 10 là một số chẵn. Do vậy thầy dùng công thức nghiệm thu gọn như sau: thầy xác định delta phẩy bằng B phẩy bình là 5 bình trừ AC trừ cho trừ 1200 sẽ là 1225, và delta phẩy này lớn hơn 0, nên suy ra phương trình bỏ hai nghiệm phân biệt. Và áp dụng công thức thì chúng ta sẽ có được hai nghiệm lần lượt như sau. Nghiệm thứ nhất là x1 bằng trừ 5 trừ căn 1225 trên 1, và căn 1225 chính là 35, trừ 5 trừ 35 là trừ 40. Chắc chắn chúng ta sẽ loại vì x là một số lớn hơn 0. X2 là bằng trừ 5 cộng căn 1225 cộng 35 chia cho 1 thì sẽ bằng 30, là nhận. Vậy đến đây chúng ta có thể kết luận được bài toán, đó là vận tốc ban đầu của ô tô là 30 km/h. Như vậy thì trong bài toán này chúng ta thấy là chúng ta đưa về được một cái phương trình chứa ẩn ở mẫu, và cái việc quy đồng cái phương trình chứa ẩn ở mẫu đó thì cũng khá phức tạp. Chúng ta phải rất cẩn thận trong quá trình chúng ta chọn ẩn, chúng ta nhân cho những cái nhân tử phụ để chúng ta có thể khử mẫu, chúng ta đưa về được một phương trình chính xác và rút gọn lại thành phương trình bậc 2. Thì đây là cái bước cũng hơi phức tạp, chúng ta cần phải cẩn thận trong quá trình chúng ta làm bài. Và trong bài toán này, hai bài toán mà hôm nay chúng ta làm việc, thì chúng ta thấy rằng là với những cái giả thiết là x ẩn mà chúng ta chọn thì chúng ta phải xem xét các vấn đề liên quan đến ẩn này để chúng ta tìm cái mối liên hệ. Ví dụ bài toán đầu tiên thì chúng ta phải sử dụng cái giả thiết cuối cùng của đề bài cho để chúng ta tìm cái mối quan hệ, và trong cái giả thiết của cái bài toán thứ hai thì chúng ta phải biết kết hợp giữa cái dự định và cái thực tế để chúng ta đưa về cái phương trình và chúng ta có thể giải quyết được bài toán. Thì đây là cái phần bài tập cuối cùng liên quan đến cái vấn đề giải toán bằng cách lập phương trình, và một số cái vấn đề nó liên hệ với lại việc giải toán bằng cách loại hệ phương trình ở phía trên chúng ta cũng đã ôn lại. Bài tập hôm nay đến đây là hết, và cái phần liên quan đến cái việc giải toán bằng cách lập phương trình cũng hôm nay cũng là hết. Các bài tiếp theo thì thầy và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu một số bài toán liên quan đến cái định lý VS, thuận và đảo cùng với những cái hệ quả của nó. Xin chào các em.